Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Vâng, xin chào chị Hiền trở lại. Thì chị làm như vậy, chị đã tham gia vào BVF Sico là được 8 năm. Và nhưng mà trong 8 năm đó, trong 8 năm là riêng của BVF Sico thôi, còn trước đó chị đã là làm qua một số cái công ty khác như EVN rồi tư vấn chỗ này chỗ kia. Thì chị nhìn lại cho đến bây giờ thì chị thấy đó, cái giai đoạn nào là nó có tính thay đổi quyết định nhất trong cái cuộc đời của chị hiện nay ạ? Nếu mà nhìn lại cái quá trình công tác kể từ khi mới ra trường đến bây giờ thì gần 20 năm, thì tôi nhận thấy là cái thời gian mà tôi làm việc ở Ban Quản lý Khí điện đạm Cà Mau là cái cụm dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí lúc bấy giờ, tức là đặt tại Cà Mau, và cái tổng mức đầu tư là trên 1 tỷ đô. Đấy, bao gồm có cái dự án đường ống dẫn khí từ cái vùng trồng lấn của Việt Nam và Malaysia vào bờ, và trên cơ sở cái khí đấy thì sẽ được tiếp nhận để sản xuất ra một nhà máy đạm và một nhà máy điện. Thế thì sau đấy thì do là cái tiến độ đàm phán của cái hợp đồng nhà máy đạm nó bị chậm, thì sau đấy chúng tôi làm liên thay đổi ngay là thành là một nhà máy, một đường ống dẫn khí, một nhà máy điện và một nhà máy điện thứ hai. Thế thì Chứ còn không có nhà máy phân đạm hả? sau đấy thì nhà máy phân đạm Cà Mau thì mới được làm gần Bây giờ đây. đã thành cái cạnh tranh với Đấy, lại thì lúc bấy giờ là tôi đã về đạm Phú Mỹ rồi. và lúc đó tôi nghĩ là chị là nằm trong ban quản lý, chị phụ trách cái vị trí nào ạ? Tôi đảm nhận cái vị trí ở cái bộ phận thương mại hợp đồng kế hoạch, tức là tất cả những gì liên quan đến công tác đấu thầu, thanh quyết toán. Rất là quan trọng về, nói chung về tài chính. Như vậy là chị á có thời gian mà để đi mà nghiên cứu hoặc là đi tu nghiệp ở nước ngoài không chị? Tôi cũng có thời gian được đi theo dõi hợp đồng, giám sát hợp đồng ở các nước, ví dụ như là Thụy Sĩ, Đức. Cái dự án mà tôi nghĩ là một cỡ 1 tỷ đô là nó rất là lớn, rất là lớn. Như vậy nó có đối tác hay là những nhà tư vấn ngoại quốc không chị? Cả cái tư vấn của cụm dự án của chúng tôi mà liên quan đến các cái cụm nhà máy chính như là nhà máy điện, đường ống dẫn khí thì đều là tư vấn nước ngoài hết. Và tư vấn một dự án thì có rất nhiều nhà tư vấn nước ngoài. Thế chỉ có cái các cái dự án hạ tầng, hồi đấy là chúng tôi quản lý triển khai cùng một lúc 60 gói thầu, mà gói thầu lớn nhất thì đã trị giá khoảng gần 500 triệu đô. Và đặc biệt là lúc mà tôi ở đó thì những cái dự án mà như nhà máy đạm Cà Mau ấy, thì chúng tôi đàm phán với một cái thời gian là kéo dài cũng tương đối và áp lực cũng khá là căng thẳng. Vâng đúng rồi. Đấy, thì một cái gói thầu mà bọn tôi đàm phán 2-3 tháng, cái tính chất, cái quy mô và các cái đối tác tham gia vào đấy thì gồm gói tổng thầu EPC rồi các nhà tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và chủ đầu tư, thì chúng tôi đều cùng để phối hợp để làm thế nào đấy để khi mà dự án nó đã đi vào khởi công và thi công thì nó phải triển khai với lại cái tiến độ mà nó khả thi nhất. Vâng, như vậy là chị có thể nói là đó là một cái bước ngoặt, nhưng mà cũng là một cái trường học lớn, tại vì tôi nghĩ là chị lúc đó còn rất là trẻ và chị đã tham gia một dự án lớn như vậy. Thì nó bài học lớn nhất mà chị học từ cái dự án này là cái gì ạ? Tôi học được ở dự án này khá là nhiều bài học, nhưng mà những cái đối tượng mà tôi có thể học thì tôi thấy là học nhiều nhất là chính đối tác của mình. Tại vì anh Châu cũng có cái nhận định là khi đấy thì tôi cũng rất là trẻ, và khi mà vào ngồi vào bàn đàm phán với các Đấy. đối tác thì ví dụ như là các nhà thầu EPC, như là nhà thầu Technip, ví dụ như là nhà thầu Alstom thì họ là những cái ông Rất là lớn, lớn, rất là lớn rồi. rất là lớn, vâng. Thế thì họ vào bàn đàm phán là rất chuyên nghiệp, và khi họ vào thì có những cái buổi đàm phán thì tôi thì được lãnh đạo ủy quyền là chủ trì chẳng hạn. Thế thì họ vào rồi thì mình cũng say hello rồi chào hỏi xã giao hết xong hết rồi. Thế thì tôi thấy họ cũng không có start gì cả, mặc dù họ là cái người mà đề xuất cái buổi họp đấy. Thế thì họ nói là thành phần của bên tôi thì tôi lại phải nói rằng là chủ động nói là thành phần bên tôi đã đủ rồi thì chúng ta có thể bắt đầu được chưa. Vâng.
Thế thì họ nói là thế thì bên thân bên tức là bên bà thì là đã có chủ trì chưa, mà không tôi đây. Họ cũng hình dung rằng là cái đối tác của mình là phải ở một cái tầm cỡ gì đấy, là đối với đối trước mắt họ thì mình có vẻ như là nhỏ bé quá. Vâng. Thì có lẽ là bài học mà lớn theo ý chị là cái tính chuyên nghiệp của người ta, đúng không chị? Dạ vâng. Vâng. Hiện nay là cái công ty, tổng công ty của chị đang là có thể xếp vào cái công ty về phân bón, cái ngành đó, vâng, cái ngành kỹ nghệ phân bón thì nó có thể là số 1 hoặc số 2 Việt Nam chưa chị? Nếu mà nói về mặt thị phần ấy, thì chúng tôi về phân bón ấy, mà đặc biệt là cái mặt hàng ure ấy, thì chúng tôi đang là cái nhà cung cấp chiếm cái thị phần là 40% thị phần của cả nước. Thì tức là với cái thị phần đấy thì chúng tôi đang là cái nhà phân bón cung cấp phân bón kinh sản xuất và kinh doanh là hàng đầu của Việt Nam. Vâng, 40% thị phần như vậy đó cũng rất là lớn. Ở trong đất nước mà có thể nói rằng là đất nước nông nghiệp, và chúng ta vẫn là đất nước xuất khẩu gạo cũng là số 1 hoặc số 2 thế giới. Như vậy nhưng mà cái brand của chị là chỉ dừng lại ở là số 1 Việt Nam, hay là cái nhóm mà lãnh đạo của chị á, ban ngoài hay là có chị trong tham gia trong đó, chị có định hoạch định một cái chính sách sẽ phát triển ra để trở nên một trong hàng đầu ở khu vực? Khát vọng của ban lãnh đạo cũng như là của toàn thể PBFCO của chúng tôi ấy, thì chúng tôi đặt ra mục tiêu nó rất là rõ ràng và đã được đưa vào chính thức hóa trong cái chiến lược phát triển. Thế thì chúng tôi đặt ra mục tiêu là nhà sản xuất và kinh doanh phân bón, và không chỉ có phân bón và hóa chất, vì tên của chúng tôi là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí mà. Thế thì chúng tôi là nhà sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Vâng. Thì bây giờ những cái chúng ta đã đối với Myanmar chẳng hạn, thì hiện nay là đã bỏ cái visa. Vâng. Để cho người dân người du lịch Việt Nam cũng có thể là đi vào dễ dàng, thì người ta đi vào Myanmar thì ở phi trường thì thường thấy mọi những cái bảng quảng cáo của những công ty của Việt Nam, mà trong đó có Đạm Phú Mỹ của chị, đúng không ạ? Đúng. Thì đó cũng là một sự tự hào, đó là sự tự hào. Vì mình ra nước ngoài mình cứ nghĩ Việt Nam mình còn nhỏ, nhưng bây giờ Việt Nam mình cũng ít nhất là ở Đông Nam Á này cũng được. Nói chung là như vậy thì đối với thị trường Myanmar hiện nay chị có gặp thách thức gì không ạ? Có thể nói rằng là cái thị trường Myanmar thì như anh Châu nhận định, thì chúng tôi kinh doanh trong cái ngành hàng phục vụ nông nghiệp mà, thì đất nước Myanmar cũng là cái đất nước mà mới mở cửa và kinh tế thì đa phần dựa vào nông nghiệp. Vâng. Thế thì chúng tôi cũng đã nhận định cái cơ hội cho mình ở thị trường này, và chúng tôi đã bước chân vào cái thị trường này từ cách đây 2 năm. Và đến bây giờ thì chúng tôi đã thành lập được cái văn phòng đại diện ở Myanmar. Thế thì trong cái quá trình hoạt động của mình ở cái thị trường Myanmar thì chúng tôi cũng nhận định thấy là cơ hội thì là có. Thế nhưng mà thách thức thì cũng không phải là nhỏ. Bởi vì Myanmar thì là cái thị trường mới mở cửa. Những cái chuyện mà khó khăn về thủ tục hành chính, khó khăn về phương thức thanh toán, về cái tuyến vận chuyển. Hiện nay là chúng logistic tôi này kia nó vâng, đang phải từng bước giải tháo gỡ. Vâng. Để mà mình đưa cái thương hiệu Đạm Phú Mỹ của chúng tôi có được cái chỗ đứng và vị trí ở cái thị trường Myanmar này. Vâng, xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, gọi tên tiếng Anh là PBFCO. Vâng, chúng tôi xin tạm dừng chương trình vài phút và chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong vài phút tới. Xin cảm ơn quý vị.